Con gái 12 tuổi nghi bị mẹ bạo hành, người tình của mẹ xâm hại nhiều lần đến nỗi muốn vào trại mồ côi. Vừa mới đây, vào ngày 19 tháng 2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ đơn trình báo việc bé gái TTB, 12 tuổi, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, nghi bị mẹ thường xuyên dùng dây điện, móc quần áo, thép bện thành sợi, đánh đập dã man và nghi bị người tình của mẹ nhiều lần xâm hại. Đơn vị đang tích cực điều tra vụ việc. Ai vi phạm sẽ bị xử lý, tuyệt đối không bao che. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ bảo vệ quyền lợi của nạn nhân nhỏ tuổi, chỉ huy Công an quận Hà Đông nói. Ông Tuấn, bác ruột của B, cho biết bé gái kể rằng bị người tình của mẹ xâm hại khoảng tháng 12 năm 2020. Nghe cháu kể thì khoảng thời gian trên, cháu bị người tình của mẹ xâm hại tình dục. Khi mẹ B biết thì bực tức đánh đập, bạo hành cháu, ông Tuấn nói và cung cấp hình ảnh cho thấy bé gái 12 tuổi bị hàng chục vết đòn roi trên cơ thể. Còn anh Tú, bố của B, cho biết gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an phường Hà Cầu và Công an quận Hà Đông. Ngoài ra, bố cháu bé đang hoàn thiện các thủ tục để đưa B vào trại trẻ mồ côi do không có điều kiện chăm sóc. Sau khi nhận được tin, tôi với dì cháu đã hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ rồi trình báo Công an phường Hà Cầu. Tôi là người đứng ra bảo lãnh, giám hộ cho cháu. Tôi là bố cháu bé, năm 2009 tôi và mẹ cháu ly hôn. Hai người có với nhau hai người con, cháu gái lớn đang sống với tôi năm nay 15 tuổi, anh T chia sẻ. B đang được ở tạm nhà bà trẻ, sức khỏe cháu đã ổn, tinh thần bình thường, người thân bé gái cho hay. Trưa ngày 19 tháng 2, có mặt tại nhà anh NXT, cháu B vẫn tỏ ra vô cùng lo sợ khi gặp người lạ. Được sự đồng ý của gia đình và người giám hộ, cháu B cho biết, kể từ tháng 1 năm 2021 cháu đã được chuyển sang nhà bác họ ở chứ không còn ở với mẹ đẻ nữa. Theo lời cháu B kể lại, từ nhỏ khi sống với mẹ cháu thường xuyên bị mẹ đánh nhưng đây là lần bị đánh nặng nhất, vì lo sợ nên cháu không dám kể với ai. Cuối tháng 1 năm 2021, có bác sang chơi, bác hỏi mẹ cháu là sao cứ đánh cháu. Lúc đó mẹ cháu trả lời rằng do cháu hư nên đánh. Sau đó bác cháu có gọi cháu ra sân và hỏi chuyện, lúc đó cháu kể lại hết mọi thứ nên bác cháu cùng người thân đã trình báo công an, cháu B nhớ lại. Khi hỏi đến việc tại sao bị mẹ bạo hành, cháu B cho biết do bị người yêu của mẹ bạo hành, xâm hại nhưng cháu không kể nên khi mẹ biết đã dùng roi, dây điện đánh cháu. Khi mẹ cháu phát hiện cháu bị xâm hại đã hỏi cháu, bắt cháu kể lại mọi chuyện. Sau đó mẹ cháu quát sao không kể cho mẹ, rồi bắt cháu nằm xuống giường, trói tay chân cháu, dùng roi tre, dây điện đánh cháu. Bị mẹ đánh đau cháu van xin nhưng mẹ vẫn không tha, cháu B nhớ lại. Nhớ về những lần bị người yêu của mẹ xâm hại, cháu B nói rằng không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng lần đầu tiên vào khoảng tháng 5 năm 2020. Thời điểm đầu, người yêu của mẹ bắt cháu B làm chuyện người lớn nhưng cháu B phản kháng không làm, khi đó cháu bị người đàn ông này dùng thanh sắt, kiểu gậy ba khúc rút, để đánh. Sau khi thực hiện hành vi đổi bại, cháu B bị dọa rằng nếu nói cho ai biết sẽ bị đánh đau hơn. Do lo sợ nên cháu B không dám kể sự việc với ai. Lúc mẹ đánh đập, cháu có van xin nhưng không tha, cháu chỉ ước không phải về ngôi nhà đó sống nữa, ở với bố hay với bác cũng được, không muốn ở với mẹ, B đau đớn nói. Theo cháu B, từ khi sang nhà bác ở, mẹ chưa gặp hay gọi điện một lần nào và nếu có gọi bản thân cháu B cũng sợ không dám gặp. Giờ đây, cháu B chỉ muốn ở cùng bố, bố đẻ đã ly dị từ năm 2009, hoặc ở với các bác. Bé gái này cho rằng nếu không ai nuôi sẽ mong muốn được vào trại trẻ mồ côi chứ nhất quyết không về với mẹ. Khi cháu còn ở với mẹ, bố có đến thăm, thỉnh thoảng cháu cũng ra chỗ bố nhưng sợ nên không dám kể, vì thế bố cũng không biết cháu bị đánh, cháu B nói. Theo bác cháu bé cho biết, hiện sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng giải quyết nên gia đình vẫn tạm chăm sóc cho bé. Mọi người vẫn không dám nhắc lại chuyện cũ của cháu vì cháu sẽ sợ sệt. Sau khi ly hôn vào cuối 2009, cháu B ở với mẹ, anh T nuôi chị gái cháu B. Hai người thống nhất tự nuôi hai con và không cần phải chu cấp gì nên thi thoảng anh T chỉ gặp để thăm cháu B. Trong thời gian ấy tôi vẫn gặp cháu thường xuyên nhưng không phát hiện vết thương, cháu giấu hoàn toàn mọi việc, đến lúc ra giám hộ cho cháu cũng chỉ biết sự việc qua bác và dì kể lại. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là mẹ cháu đánh bình thường do cháu lười học, mải chơi vì tính của mẹ cháu thì tôi biết từ trước rồi. Mẹ cháu khi có gì bức xúc thì hay dồn lên các con, trước chưa có bé B thì bé lớn cũng bị như thế chứ không nghĩ mọi chuyện xảy ra như vậy, anh T nói. Cũng theo người bác này cho biết, từ khi sự việc được tố giác lên cơ quan công an mẹ cháu có gọi điện đến muốn đón cháu về nuôi, nhưng cháu sợ hãi không dám về. Gia đình vẫn đang chờ kết luận từ cơ quan công an rồi đưa ra phương án xử lý. Vụ việc vẫn đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.